sự có mặt của Kiatisak Senamuang đã thổi vào câu lạc bộ Hoàng Gia Lai một làn gió mới hiệu quả. Sau thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Sài Gòn ở trận đấu mở màn, kể từ ngày đó thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã duy trì được thành tích bất bại của mình. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Hoàng Gia Lai sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị. Và hiệp 1 của trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 giữa Hoàng Gia Lai và An Giang đã bắt đầu. Đội xuất phát của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai chấn giữ khung thành là thủ môn mang áo số 95. Phan Đức Lễ. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Đó là chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Âu Dương Quân. Buổi trước thì Âu Dương Quân vẫn là thành viên của đội bóng Hoàng Gia Lai tham dự V-League 2020. Âu Dương Quân đã được huấn luyện viên Lee Tae-hoon, nhà cầm quân người Hàn Quốc, đôn lên đội 1. Thì thủ môn bên phía câu lạc bộ An Giang đã bị đau. Bảo Toàn hoàn toàn có thể đi thêm một nhịp bóng trước khi thực hiện pha dứt điểm. Cự ly dứt điểm vừa rồi của Bảo Toàn vẫn còn khá xa. Một tình huống sửa bóng, tuy nhiên rất thiếu may mắn cho pha dứt điểm của Trần Bảo Toàn. Đứng trước bóng là Quang Nho và Việt Hưng. Việt Hưng không được. Dù sao thì cũng sẽ có một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Tình huống treo bóng hướng đến vị trí của Văn Việt. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của câu lạc bộ An Giang. Phan Đức Lễ là người đã chạm bóng cuối cùng. Phan Đức Lễ đã từng trải qua rất nhiều những đội bóng khác nhau, trong đó có SHB Đà Nẵng, có Long An. Bóng lại thuộc về Đông Triều. Hoàng Duy là người đã phá bóng. Rất nhiều những cầu thủ Hoàng Gia Lai có thể thi đấu ở nhiều vị trí, trong đó có trường hợp của Đông Triều. Trước đây khi trưởng thành cùng lứa U19 học viện thì Đông Triều là một trung vệ. Sau này theo điều lệ của Cúp Quốc gia thì sau 90 phút nếu hai đội hòa nhau, cả hai sẽ bước vào những loạt sút luân lưu. Kim Nhật xử lý quá chậm. Kim Nhật không vào. Một tình huống uy hiếp và một lời cảnh báo dành cho khung thành của thủ môn Văn Trường. Kim Nhật đã đoạt được bóng trong chân của một cầu thủ Hoàng Gia Lai và một mình anh solo trước hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Dù không thành công nhưng đó cũng là một tình huống đáng chú ý dành cho An Giang. Một ngày mà hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai không phải làm việc quá nhiều. Đây là tình huống mà Văn Việt đã chơi chủ quan. Hữu Phước, Thế Lam, bên trong có Hà Nhân Cương. Dứt điểm, không vào. Lại thêm vài dứt điểm nữa. Bất ngờ bây giờ đã xảy ra trên sân Đồng Pleiku. Những tình huống dứt điểm của Hoàng Gia Lai không thành bàn. An Giang mới là người mở tỷ số. An Giang mới là những người mở tỷ số. Và Tống Văn Hiệp là người đã phá vỡ thế cân bằng. Quá bất ngờ. Nụ cười đã tắt trên đôi môi của huấn luyện viên Kiên Thiên Sắc. Và ngay lập tức ông đã có những trao đổi với trợ lý của mình. Chúng tôi nói về hệ thống phòng ngự của Gia Lai đã không phải làm việc quá vất vả, nhưng đây là tình huống mà họ đã phải trả giá cho sai sót của mình
cho chủ quan của mình. Hà Kiên Cường là người đã băng vào. Nhưng cuối cùng, một pha dứt điểm của Tống Văn Hợp đã giúp cho An Giang tạo bất ngờ trên sân vận động Pleiku. 1-0, 1-0 dành cho An Giang. Một đội bóng hoàn toàn kiểm soát thế trận, một đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng đó là một đội bóng không biết ghi bàn. Những niềm hy vọng cuối cùng của đội chủ nhà sẽ được tung vào sân. Văn Việt là người đầu tiên rời sân để nhường chỗ cho Văn Toàn. Thậm chí là cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương cũng sẽ có mặt trên sân. Năm sự thay đổi người của anh Gia Lai kiên quyết rời sân để nhường chỗ cho Vũ Văn Thành. Minh Vương thì vào sân để thế chỗ cho Trương Ngọc Quang. Và người cuối cùng là Nguyễn Trung Đại Dương. Trần Bảo Toàn đã rời sân trong ngày mà những cơ hội đã đến với số 20, nhưng lần lượt trôi qua sau các pha dứt điểm. Ngoại trừ Công Phượng không vào sân thì tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình, huấn luyện viên Kiệt Sắt đã sử dụng trong hiệp thi đấu thứ hai. Một quả penalty cho Hoài Gia Lai ở phút thứ 85. Bây giờ thì nụ cười này mới trở lại khi mà Hoài Gia Lai đang đứng trước cơ hội để cân bằng tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm. Văn Toàn cực kỳ nhanh. Thực sự thì Văn Toàn nhanh hơn tất cả các thủ hậu vệ bên phía câu lạc bộ An Giang. Và một tác động của Thế Lâm đã khiến cho đội nhà phải nhận một quả phạt đền. Thực sự là tiếc nuối, đấy là cảm xúc của huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu. Vũ Văn Thành là người sẽ lĩnh trọng trách thực hiện quả phạt đền. Thanh Nhã đã chơi ổn định kể từ đầu trận đấu và bây giờ anh đứng trước cơ hội có thể trở thành người hùng của An Giang ở trận đấu ngày hôm nay. Tình huống đối đầu giữa Văn Thành và Thanh Nhã. Văn Thành không quá khó để giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng quân mình tỷ số 1-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 86 và bàn thắng chỉ đến với Hoàng Gia Lai trên chấm phạt đền. Trận đấu đã có tỷ số hòa và bây giờ khoảng thời điểm còn lại vẫn là những sức ép được tạo ra từ các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Ở những thời điểm quan trọng trên chấm phạt đền, Văn Thành biết cách tạo ra những điểm nhấn. Quả nhô! Một tình huống làm thơ của Dũng Quang Nho, nhưng Thanh Nhã đã xuất sắc để cứu thua. Một màn trình diễn hoàn toàn khác biệt của Dũng Quang Nho so với chính anh trong hiệp thi 1. Một pha cứa lòng kỹ thuật và đẳng cấp rất đẹp mắt. Vẫn là Dũng Quang Nho. Rất tiếc, một pha trượt chân vô cùng đáng tiếc của số 86. Sau khi mà Dũng Quang Nho được bố trí ở bên phía biên trái thì đã có 3 tình huống tạo ra điểm nhấn của cầu thủ này. Minh Vương, Văn Toàn. Rồi, Văn Toàn. Đại Dương là người dứt điểm cuối cùng. 2-1 dành cho Hoàng Gia Lai. Tất cả sự khác biệt đến từ những cầu thủ được vào sân tay người. Bây giờ thì ban huấn luyện của Hoàng Gia Lai mới có dịp để chúc mừng nhau một cách thực sự. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và cuối cùng thì
Thủy Hoàng Gia Lai mới có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Bộ ba tam giác Minh Vương, Văn Toàn và rất may mắn Nguyễn Trung Đại Dương là người đã thực hiện pha dứt điểm cuối cùng. Đây chính là 3 trong tổng số 4 cầu thủ mà ông Kiên Tiến Sắc đã tung vào sân ở hiệp 2. Họ vào sân cùng nhau và bây giờ cùng nhau để tạo ra được bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Rất thú vị, một trận đấu thực sự thú vị, rất giàu cảm xúc.